Khám phá ngôi chùa Ve Chai nổi tiếng ở Đà Lạt. Nằm ở số 120 Tự Phước, thuộc địa bàn Trại Mắt, chùa Linh Phước hay còn gọi là chùa Ve Chai là một công trình kiến trúc độc đáo nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Ngôi chùa này được khởi công xây dựng vào năm 1949, hoàn thành năm 195 năm 1990 Thượng Tọa Thích Tâm Vị cho trùng tu lại chùa và xây dựng thêm nhiều công trình mới. Nét đặc sắc của chùa Linh Phước là các công trình trong khuôn viên của chùa đều được khảm các mảnh sành, sứ, mảnh chai bên ngoài. Công trình trung tâm của chùa Linh Phước là tòa chánh điện dài 33m, rộng 12m, kiến trúc khá cầu kỳ. Trong chính điện có hai hàng cột rồng khảm sành, bên trên là nhiều bức phù điêu khảm sành giới thiệu về lịch sử Phật Thích Ca và những điển tích trong các kinh Pháp Hoa, kinh A-di-đà. Sân chùa được gọi là Hoa Long Viên, có con rồng dài 49m. Vây rồng được làm bằng 12.000 vỏ chai bia, miệng rồng che phủ tượng Phật Di Lặc. Cách chính điện không xa là tòa linh tháp 7 tầng, cao hơn 37m. Trong lòng tháp treo đại hồng chung cao 4,3m, miệng chuông rộng 2,33m, nặng 8.500 kg, được đúc vào năm 1999. Phong cảnh Trại Mắt nhìn từ tầng cao của tháp chuông. Bên trái linh tháp là nơi đặt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm làm bằng 600.000 bông hoa bất tử. Bên phải linh tháp là điện thờ 324 tượng Quan Âm. Với nét kiến trúc không đụng hàng cùng cảnh quan thơ mộng xung quanh, từ nhiều năm này chùa Linh Phước đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách ở xứ sở ngàn hoa Đà Lạt.